Anh chị em thân mến, Thiên Chúa nhân từ đã ban cho Đức Maria tràn đầy ân phúc nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Mẹ đã quảng đại cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa và trở nên mẫu gương tuyệt hảo cho mỗi người chúng ta. Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, càng giam mong, linh mong, luôn cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trong cuộc đời, để các Ngài trao ban tình thương đó cho mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sứ thần nói với Đức Maria, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các gia đình trẻ đang gặp thử thách trong cuộc sống, luôn biết tin tưởng cậy trông vào Chúa là đấng yêu thương và chăm sóc mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho chúng con là kẻ có tội. Xin cho những anh chị em đang lung lạc đức tin, nhờ lời cầu bầu của mẹ, tìm lại được niềm tin tin tuyền và vững bước theo Chúa đến cùng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Kinh Mân Côi nối kết chúng ta với Chúa Giêsu và Đức Maria. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình trong công đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết siêng năng cùng nhau đọc Kinh Mân Côi để nhờ mẹ chuyên cầu. Mọi người luôn biết sống xin vâng như mẹ. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vui sướng được Đức Maria bảo trợ. Cúi xin Chúa nhận lời mẹ chuyển cầu mà giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ và đem lên hưởng niềm hoan lạc nơi thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.